敲某个女士，他一场进来敲某个女士，敲某个书院，出来他们家楼下。Cái điều nữa bên chung ấy, cái điều nữa ấy, người là chỉ có dấu chấm ở bên chung, nó không chấm thì đây nó sẽ chấm cái chỗ xe này, người viết rồi cũng thế, còn người viết thì bao giờ hết câu nhá, mọi người dùng như thế, ta chưa của đây mình đúng không, nhá, thì mọi người cũng sẽ viết cho viết một cái dấu chấm nó tròn xe thế luôn, viết như thế luôn chứ không phải là chỉ là trên máy đúng không? Mình biết thì cũng sẽ có một cái dấu chấm nó tròn như thế để hết câu nó tròn như thế này luôn. Nha mọi người chấm chú ý nhá, mình sẽ không chấm như trong tiếng Việt như này đâu, mình sẽ chấm tròn xoe luôn, cái một cái o tròn này mọi người nói đấy, được không ạ? Còn nếu mà chấm như thế này thì sao tiếng Trung mình nó phải lý như lý nhá. Thế một câu mình sẽ chấm nút tròn lên có cái dấu chấm tròn xoe ấy. Chính là cái dấu chấm của trong tiếng Trung đó. Đúng không ạ? Tiếp tục nhé mọi người ơi, tiếp tục nào. Một đoạn hội họa đi nào. Wang lão sư, nǐ hǎo, nǐ men hǎo. Wang lão sư, nǐ hǎo, nǐ men hǎo. Thank you.
ạ. Chúng ta sẽ làm quen với chữ của người nhớ nhá. Viết theo một cách để người nhớ là mình đánh chữ nhiều, người sẽ nhớ. Thế mình sẽ luyện cái kỹ năng đánh chữ của mình, đúng không ạ? Mình nhắn tin ấy thì mình sẽ nhắn, nhưng không nhắn theo mà mình sẽ nhắn cái hàng tự. Nhắn hàng tự thì mình ra nghĩa của từ. Nhưng mà gợi ý nó ra trong một giải thì là cho biết từ nào. Thì mình chỉ biết là cái này bằng cách nào đúng không ạ? Cách học thuộc là từ đấy đúng không ạ? Một cái phiên âm nó sẽ có nhiều cái chữ Hán. Thế là mình phải học thuộc là cái chữ Hán để ứng với phiên âm nào, không phải là phiên âm để ứng với chữ Hán nào. Mình phải học là cái cách đọc chữ Hán như thế nào thì mình mới có thể nhớ được. Đó. Còn khi mà mọi người để ý mọi người đánh đúng không? Mọi người không phải đánh thì mọi người không phải đánh thanh đi. Mọi người chỉ đánh mũi, vận mẫu và thanh mẫu luôn, đúng không? Thì mọi người không phải đánh thanh niệm, chính vì vậy mà khó nó đều là khó hết. Nên mình phải biết là mình đang cần cái từ gì. Đấy. Tàn khí nó không có chị ạ. Tàn khí mình là nó không có thanh niệm, đó. Rồi em rời rời gió cũng là anh đánh nhầm. Không biết người đấy là ai. Dạ. Mình đã nhắn được ạ. Hàng ơi, à mà nhắn rồi này. Chị chưa nhắn, chị chưa nhắn được ạ. Cho chị đã mắc của nào, chị mắc của mắng. Ẩu mắng ạ. Mắng là có phải chị đắc như mình trước đúng chị. Đó. Đây. À, ông U. Đúng rồi, khi mà mình đánh cái phiên âm đơn lẻ thì cái ông U đã chuyển thành đã kim. Đấy, được chưa? Ok mọi người ơi, được chưa? Ní hảo đúng không chị? Mình là ní hảo. Ní hảo đúng không? Mọi người để ý nhé, ní thì sẽ có trung tâm ở bên dưới mọi người. Đấy. Ní hảo. Đó. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy là ní hảo mà chào các em sư. Đó. Chưa ạ, mình đã ok chưa ạ? Mình sẽ đọc qua nhé. Tức là mọi người đã tự tin lên phần nhắn của mọi người chưa? Mình muốn thử một từ nữa nhé, thử một từ nữa nào. Cương. Từ đấy nhanh đúng rồi. Từ đấy nhanh đúng không? Mọi người đừng đứng ra nét mà. Đấy. À, anh mà cẩy tay chặt anh. Cương rồi, anh là thần thanh quá rồi anh ạ. À, đúng không? Cương rồi. Mình đánh. Chị ấn mình đánh cái thôi, mình không cắt ra nhá. Mình chưa bảo nó biết liền mà không cắt ạ. Nó không có cắt luôn, mình có thể nhìn trong sách của con thấy là nó chưa có liền, nó không cắt từ khi mọi người chẳng được phải cắt thôi. Đó. Mình đánh cương tươi ạ. Một từ nữa đấy, để mình chuyện lên bên anh xong rồi. Mưa là chữ E đây anh. Mưa là chữ E đó. Đúng không? Thì cương của mưa sẽ là à không. Cương đúng không ạ? Mưa ở đây của anh là âm. À đúng rồi, đúng rồi. Cương. Đúng không? Đó. Từ tiếp theo đấy mọi người ơi. Cuối cùng nào, cuối luyện nào. Xiao hái. Đánh nhanh luôn. Đúng rồi, xiao hái. Người đúng không? Mọi người gõ quen rồi đúng không ạ? Mình gõ quen là mình sẽ gõ được thôi. Đúng rồi ạ. Tiếng Trung là nó sẽ không cắt. Trừ khi dấu phẩy, dấu chấm hết thì mới cắt thôi.
小孩的脸小啊，腰腰嘛，这里有个 A 呀，你看腰小孩小，
Anh ơi, anh ơi, cái sửa em sửa anh ạ, em tử đen ạ, mình trắng nhá. Cái chữ này anh nhắn đấy, chữ này là tử nhé mọi người ơi, đây không phải là số nha. Đây là tử đó. Người cẩn thận nha. Chặn cái chữ này ra nha, mình đi mọi người vào bản sư thì mọi người né cái này ra nha. Né nha, né nha, né nha. Mình chưa lắm mà mình nhắn chữ này nha. Hiểu lầm á. Mình thấy là một nhắn nào chứ không của chị đấy là một người chị ạ. Đúng rồi, không đang là chị Ân ạ. Chứ nhắn sẽ là đúng rồi, đủ là nó là cái đây có số năm cơ, còn mình đánh là đúng rồi đấy mọi người thấy không, chính vì nó không có dấu nên là người phải học thám tự, người phải học thám tự mọi người ạ. Không phải từ cuối đó là không ạ, là số thứ ba đấy ạ.